Đây là những câu chuyện về người anh hùng dân tộc kiệt xuất ở thế kỷ thứ 10, đại hành hoàng đế Lê Hoàn. Ông là một trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, Lê Hoàn mồ côi cả cha lẫn mẹ từ tấm bé, sống rất khổ cực. Đêm lạnh thương nằm ngủ phủ phục để giữ ấm. Nhưng rồng thiêng đã đến che phủ, khiến chỗ ấy hàng đêm sáng rực, mọi người đều kinh ngạc. Sẽ còn nhiều kinh ngạc nữa khi lịch sử được chứng kiến. Lê Hoàn theo cha con Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh, Nam Việt Vương Đinh Liễn, dẹp loạn thập nhị sứ quân, thắng như trẻ tre, trở thành quan thập đạo tướng quân của triều đình Đinh Tiên Hoàng Đế, rồi thành phó vương lúc cha con hoàng đế nhà Đinh bị sát hại. Và đến năm 40 tuổi thì đăng quang ngôi hoàng đế, sáng lập nhà Tiền Lê nước Đại Cồ Việt, đứng đầu cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược, lập đại võ công lừng lẫy trên sông Bạch Đằng. Học theo kế sách của Ngô Quyền, Lê Hoàn cũng cho lập trận địa cọc ở cửa Bạch Đằng. Nhưng vì chưa đủ thế và lực, nên kế hoạch này chỉ nhằm mục đích cầm chân, làm chậm bước tiến đối phương, chứ không phải để trực diện đối đầu với đại quân nhà Tống. Đồng thời, Lê Đế cũng cho đắp thành Bình Lỗ, hay còn gọi là Đồ Lỗ, ở cửa sông Kinh Thầy, giao nước với Lục Đầu Giang, bố trí trận địa liên hoàn để chống giặc đánh xuống Đại La. Phía xa kia, địa thế hiểm trở, phù hợp với việc bài binh bố trận để phá giặc. Hãy tìm cho ta vài người dân địa phương thông thạo địa hình. Thần tuân mệnh. Thảo Dân bái kiến hoàng thượng. Người tên là gì? Muôn tâu bệ hạ, Thảo Dân là Đào Công Mỹ. Muôn tâu bệ hạ, vị này là người Lâm Động, là bậc trí giả ở địa phương. Đào Công Mỹ, ta cần tìm một nơi để đóng binh, đánh giặc Bắc. Chẳng hay ngươi có cao kiến gì không? Muôn tâu hoàng thượng, cách đây 3 dặm về phía đông, có một ngọn núi lớn. Chân núi bằng phẳng rộng rãi, đủ cho hàng vạn người. Có đường đi ra phía sau núi, thuận lợi tạo thế hồi mã thương. Đưa ta đến chỗ đó. Thảo Dân tuân mệnh. Muôn tâu bệ hạ, Tới đây, nơi này sẽ là chiến trường. Xin bệ hạ cho trai tráng Lâm Động tổng quân đánh giặc. Người dân Lâm Động, Hoàng Động trung dũng đảm lược. Từ thời Ngô Vương đánh quân Nam Hán, năm nay thế giặc mạnh, trẫm cần trăm họ đồng lòng, trẫm phong ngươi làm đô dịch sứ. Dạ. Trước mắt là úy lão an dân, chiêu mộ tráng sĩ, sau về dưới trướng bản mưu phá giặc. Thần tuân mệnh. Đi. Đi. Đã hạ được mấy trại rồi? Bẩm, đã hạ được 8 trại rồi ạ. Lập thêm 5 trại nữa. Làm như thế e là sẽ chia nhỏ quân của Thiên Triều. Nếu quân địch phản công ngược trở lại, e là khó giữ à? Việc đó không cần lo. Bọn chúng rút về Bình Lỗ cả rồi. Nếu như Lê Hoàn muốn làm con rùa đen rụt đầu thì cứ để vậy đi. Ta cần sớm lập Giao Châu hành doanh, chờ hội quân với Tôn Toàn Hưng rồi mới quyết chiến. Còn chuyện gì nữa? Bẩm, phía Tôn tướng quân vẫn chưa tiến được. Tôn Toàn Hưng vấp phải sự chặn đánh quyết liệt của Phạm Cự Lạng thì phải tìm đường khác để tới Giao Châu hành doanh. Lê Hoàn chủ trương dùng thành Bình Lỗ chặn đường, không để cho bộ binh Tống tiếp viện cho Hầu Nhân Bảo. Tôn Toàn Hưng phần vì đường xá hiểm trở lại có phục binh, phần vì không ưa Hầu Nhân Bảo nên dù đã thắng trận đấu với tướng quân Phạm Cự Lạng thì vẫn chỉ cầm chừng ở Hoa Bộ, lấy cớ chờ đợi cánh quân phía sau của Lưu Trừng đến hội sư rồi mới tăng viện. Bình Lỗ đắp xong, ta như cất được tòa đại sơn đang đè trên ngực. Đa tạ quốc sư. Đó là bổn phận của Khuông Việt, thưa bệ hạ. Nghe nói bệ hạ cho đóng cọc ở cửa sông Bạch Đằng, liệu có dùng lại kế sách phá giặc của Ngô Vương? Ngô Vương là mãnh tướng lừng danh thiên cổ, dẫn giặc tới trước cửa nhà mà đánh, đánh cho chúng cong đuôi bỏ chạy, đâm đầu vào cọc mà diệt vong. Cái đảm lược ấy ta đâu dám sánh. Nhà Tống đã thống nhất lãnh thổ cựu trào là Hán Đường, chấm dứt thời kỳ phân liệt ngũ đại thập quốc. Sức mạnh của nhà Tống hơn hẳn Nam Hán ngày trước. Ta không thể mở toang cửa mà đánh như những bậc tiền bối, chỉ có thể giữ thật chặt, chờ thời cơ tới. Cấp báo! Tôn Toàn Hưng dẫn 2 vạn binh đánh qua Hoa Bộ, quân tiên phong của ta đánh không lại, buộc phải lui. Lui! Yeah. Báo cáo đại vương, Hầu Nhân Bảo đã vượt cửa Bạch Đằng, một mặt xua quân chiếm làng mạc, một mặt cho cánh quân khác đang tiến xuống đây. Bảo với Phạm Cự Lạng bằng mọi giá phải khóa chặt Tôn Toàn Hưng tại Hoa Bộ. Lệnh cho Trần Công Tích đưa 3.000 quân ra cửa Lục Đầu, đóng cọc ở cửa sông. Điều thêm quân Huy Dũng lập căn cứ Phủ Lan cho ta. Lệnh cho Trần Công Tích, Lê Long Kính, Lữ Lang, việc trấn thủ tuyệt đối không được lơ là, nếu sai phạm nghiêm trị. Tuân lệnh. Năm nay chiến trường rộng khắp, Bạch Đằng có thể sẽ là mũi kiếm đâm thẳng vào họng quân thủ. Nhưng trước hết, Bình Lỗ phải là tấm khiên thật chắc. Lục Đầu, Hải Triều, nghĩa đô là các lớp áo giáp che chắn cho Đại La. Đại La còn thì Hoa Lư còn. Trong trận chiến chống quân Tống, đức vua Lê Hoàn rất coi trọng đại sư Khuông Việt, thế danh là Ngô Trần Lưu, là cháu đích tôn của Ngô Vương Quyền, nhưng vì chính biến mà quy y cửa Phật từ khi còn nhỏ. Khuông Việt được Đinh Tiên Hoàng phong làm tăng thống. Đến thời Tiền Lê, Khuông Việt cùng với Pháp Thuận và Vạn Hạnh là ba bậc thiền sư nổi danh của nước Việt. Thắng to lại không tiến binh, mà lui về giữ Hoa Bộ, làm hỏng hết việc lớn của ta. Thuộc hạ cho rằng Tôn tướng quân sợ chủ tướng một trận phá xong giặc, cổng hãn mã quá to nên mới như thế. Nói rõ xem nào. Thì Tôn Toàn Hưng vẫn tự nhận mình là dòng dõi Tôn Tử, thường khoe khoang về binh pháp. Nghe nói lúc trước Tôn tướng quân có trình tấu xin nắm giữ binh quyền, nhưng mà thánh thượng không chuẩn y. Thuộc hạ đồ rằng ông ta muốn Giao Châu hành doanh, rằng co với Lê Hoàn, rồi nhân dịp đón viện quân của Lưu tướng quân, đánh thẳng xuống Đại La, Hoa Lư. Thay mặt ta viết hai bức thư, một gửi cho Tôn Toàn Hưng giục ông ta nhanh chóng tiến binh, một gửi về kinh cho Lư tể tướng, kính xin với Hoàng thượng điều viện binh tới. Dạ. Còn ta sẽ phá Bình Lỗ. Nồi chớp. Công thành. Vậy thì khi nào bệ hạ cho đánh à? Chính ngọ. E rằng Đến lúc đó thì cổng thành sẽ không chịu được nữa. Không lo, ta đã có sẵn việc cho quân Tống làm rồi. Khoảng bao lâu nữa phá xong? Thưa chủ tướng, chừng nửa canh giờ. Lệnh cho đội tiên phong chuẩn bị. Ngờ thanh bị phá, lập tức xông vào. Lần này Lê Hoàn dẫu có mọc cánh cũng không bay thoát đâu. Giặc Tống chờ chạy, có chúng ta đây. Bắt chúng cho ta. Chuột nhất dám làm can à? Lùi xe chân thành. Chủ tướng, tiền đội đánh mạn Bắc gặp trận địa mai phục, Vương Lâm tử trận rồi ạ. Tiền quân thành hậu quân, rút. Cấp báo, trại phía Tây bị tấn công. Cho Vương Sơn đi, để hắn báo thù cho huynh trưởng. Dạ. Thế nào? Hai mé Bắc Nam đều bố trí mặt trận phòng thủ, tạo thế ỷ dốc cho Bình Lỗ. Tình thế này khó mà phá được thành. Thế còn hướng khác thì sao? Thuận lợi nhất là đi đường thủy, theo hướng Lục Đầu Giang. Đây. Báo! Bẩm chủ tướng, địch tấn công từ hai trại rìa phía đông. Lệnh cho trung quân. Chủ tướng. Hả? Dạ. Thuộc hạ cho rằng đây chỉ là kế nghi binh quấy rối. Sao? Theo như thăm dò, Đại Cồ Việt chỉ có gần 4 vạn binh. Phạm Cự Lạng cầm 1 vạn. 1 vạn phân ra phòng thủ những nơi hiểm yếu. Lê Hoàn nhiều nhất chỉ còn có gần 2 vạn. Giữ Bình Lỗ còn khiên cưỡng, sức đâu mà đánh Hành Doanh. Có lý. Thông báo các trại, lấy tính chế động, giữ trung quân. Chưa có lệnh, chưa được đánh. Dạ. Ta yếu, cần biết khoan biết nhặt, khéo dụng kỳ binh để đánh. Như vậy mới tránh tiêu hao binh lực, giảm bớt thương vong cho con em Đại Cồ Việt. Hầu Nhân Bảo đang tiến quân qua cửa Bạch Đằng, một mặt xua quân chiếm làng mạc xung quanh, còn cánh quân còn lại thì đang tiến lại đây ạ. Để lại 2000 quân, chiêu mộ thêm dân quân giữ các nơi yết hầu, không để quân Tống hướng sang Giao Châu, Hành Doanh. Nhà ngươi cho trữ thật nhiều củi khô, chất cháy. Liệu chừng không ngăn được thì phóng hỏa đốt núi. Tuân mệnh. Bệ hạ tiên đoán thủy bộ quân Tống sẽ khó gặp nhau nơi Giao Châu, Hành Doanh, nên sẽ tụ lại ở nơi 6 cửa Lục Đầu. Ta sẽ phân thắng bại với chúng tại Phủ Lan. Dạ. Đi. Cuối năm Canh Thìn 980, nhận thấy chưa thể phá được thành Bình Lỗ, Hầu Nhân Bảo ước hẹn Tôn Toàn Hưng hai cánh thủy bộ tiến theo sông Kinh Thầy vào sông Lục Đầu, hòng đánh lấy lại Đại La, làm bàn đạp tấn công kinh đô Hoa Lư. Ta quyết đánh lớn, lấy Bạch Đằng Giang làm chiến trường. Sẽ đánh ngay trong tháng này. Bẩm bệ hạ, địch vừa được viện quân, khí thế đang tăng. Theo thần thấy, ta cần phải giữ cho chặt, quấy nhiễu để làm giảm nhuệ khí của giặc trước. Quân tâu bệ hạ thế thì sẽ nguy mất. Trần Khâm Tộ đã chiếm được Tây Kết. Phạm Cự Lạng đang phải căng mình ngăn không cho Tôn Toàn Hưng sang Giao Châu, Hàng Doanh. Càng để lâu, ta càng thất thế. Giờ chỉ còn cách dồn sức đánh dập đầu rắn, hạ gục Hầu Nhân Bảo trước khi quá muộn. Khởi bẩm bệ hạ, có đánh cũng phải tính kế chu toàn. Quân tướng không ngại hy sinh, nhưng nếu thất bại thì thắng lợi Lục Đầu Giang coi như là uổng phí. Bẩm bệ hạ, ta quyết trước rồi sẽ bàn kế sau. Tên đã lên dây, không bắn không được. Quốc sư thấy thế nào? Thưa bệ hạ, đúng là không thể khác được. Tuy nhiên, ta phải có kế sách chu toàn để khỏi uổng phí tính mạng của binh sĩ ạ. Ta đã có phương sách. Nhìn ra mưu đồ của địch, Lê Hoàn đích thân dẫn quân cùng các tướng tề tiệu ở căn cứ Phủ Lan ven sông Lục Đầu. Trước đó, vua đã cho đóng cọc trên sông Lục Đầu để ngăn cản thuyền lớn quân địch. Thủy quân Tống dàn quân chiếm Lục Đầu, lục quân theo thuyền rồi đổ bộ lên bờ lập trại đối diện Phủ Lan. Một trận sinh tử chiến đã ở trước mắt. Thành Đại La là cửa nhà, là gia quyến của chúng ta. Chúng ta có quyền chết, nhưng chúng ta không có quyền lùi bước. Một bước lùi là vạn kiếp nhục. Chúng ta hãy tiến lên để đánh bại quân thù, đánh cho chúng nắm lại đất này. Ngày Giáp Tết Tân Tỵ 981 nổ ra trận chiến ác liệt giữa hai bên. Quân Tống nhiều lần cố xuyên thủng phòng tuyến của quân Đại Cồ Việt để tiến về Đại La nhưng bất thành. Quân Đại Cồ Việt liều mạng với kẻ thù, 1 địch 10, 10 địch 100, dồn sức quật ngược trở lại. Quân Tống bị thua to cả trên bờ lẫn dưới nước, cuối cùng đành quay đầu bỏ chạy. Sông Lục Đầu vì thế còn được gọi là sông Đồ Lỗ. Đồ nghĩa là giết, lỗ chỉ quân Tống. Sau trận này, tinh thần của quân Tống bị sa sút. Tôn Toàn Hưng nằm lì ở Hoa Bộ, bỏ qua mọi sự thúc giục của Hầu Nhân Bảo, lấy cớ chờ tăng viện. Dồn hết quân từ các trại, quyết trận tử chiến. Chúng rụt đầu vào Bình Lỗ, nhất quyết không chịu ra đánh. Khi nào thì viện quân sang? Dạ, chừng nửa tháng nữa. Trần Khâm Tộ theo đường bộ tiếp ứng cho Tôn tướng quân, còn Lưu Trừng tướng quân sẽ tới cửa Bạch Đằng. Mỗi vị mang theo vài vạn binh, đủ sức trấn áp đám Lê Hoàn, Phạm Cự Lạng. Cho người tới bảo Tôn Toàn Hưng, khi được viện binh, lập tức đánh thọc sâu vào Tây Kết, chiếm bằng được nơi đó, chặn ngang yết hầu của chúng. Dạ. Yeah! Mưa như thế này là trời giúp ta làm chậm tiến quân của giặc. Mời bệ hạ vào, không cảm lạnh ạ? Tôn Toàn Hưng đã không giúp ta, giờ ông trời cũng không cùng ta là sao? Là sao? Tướng quân, mau vào lều, kẻo ốm.